Tại hội nghị kết nối cung cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vào tháng 9 vừa qua, một gian hàng thủ công mỹ nghệ đến từ Trà Vinh thu hút không ít người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ, bởi nhiều sản phẩm độc đáo, tinh xảo, làm hoàn toàn thủ công từ sơ dừa. Từ chiếc dép đi trong nhà đến những miếng lót ly, lưới đựng trái cây, bình trồng cây, thảm lau chân đều được người tiêu dùng xem xét tỉ mẩn trước khi chọn mua. Những sản phẩm trên do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Úc Mừng cùng các công nhân sản xuất ra. Dù là doanh nghiệp sản xuất nhỏ tại Trà Vinh, nhưng nhiều sản phẩm đang trưng bày trong ngày hội kết nối cung cầu đã xuất sang Hàn Quốc. Hiện bà Thúy đang xúc tiến đưa sản phẩm đến một số thị trường khác nữa trong khu vực qua một số đối tác tại Việt Nam. Còn thị trường nội địa, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ này cũng có thị trường riêng cho mình là các khu du lịch sinh thái, khách sạn cao cấp. Có nhiều người bạn làm bên thủ công mỹ nghệ là chiếu lát với là lục bình. Thì em mới nghĩ ra là tại sao lục bình chiếu lát làm được mà sơ dừa mình không làm được. Cái hương liệu này nó rất là chắc, giống như là nó chịu được nước, chịu được nắng, chịu được mưa, rất là bền. Mới bắt đầu làm thì có bán cho được là khu du lịch Đầm Sen ở bên Đồng Tháp với là trạm dừng chân Minh Anh ở Tây Ninh, cũng nhờ qua những chuyến xúc tiến của tỉnh. Hiện tại là khách hàng chủ yếu bên tôi là Hàn Quốc, tập trung ở thị trường Hàn Quốc rất là nhiều. Nhưng mà sắp tới thì tôi có định hướng là sẽ xúc tiến tới thị trường châu Âu và châu Mỹ. Cái mặt hàng thảm sơ dừa này thì nó đã phổ biến từ lâu rồi, nhưng mà hiện tại, tới thời điểm hiện tại thì Việt Nam mình em thấy là rất là ít doanh nghiệp, chỉ chủ yếu tập trung ở những vùng Trà Vinh với Bến Tre là sơ dừa thôi. Men theo dòng sông nhỏ dẫn ra sông Cổ Chiên ở ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, chúng tôi cùng đoàn tư vấn hỗ trợ của trung tâm BSA và cán bộ của dự án SME tỉnh Trà Vinh đến tham quan đại bản doanh của Úc Mừng vào một ngày đầu tháng 10 năm 2019. Trên khuôn viên gần 15.000m2 nhà xưởng, công nhân đang tích cực sơ chế sơ dừa, đan chiếu, xuất khẩu sang Hàn Quốc. Lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ rằng hiện đơn hàng làm chiếu gấp để xuất khẩu nên tập trung công nhân tối đa cho việc sản xuất chiếu lát. Đây là sản phẩm mới, được đối tác Hàn Quốc dùng như một sản phẩm sinh học, rất tốt trong nông nghiệp. Mỗi năm vào 2 tháng mùa đông, nhu cầu xuất khẩu sản phẩm này cần từ 30 đến 40 container với giá thành 270 triệu đồng một container. Do giá tiền gia công cao nên sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi khoảng 10 triệu đồng trên một container. Tuy nhiên, sản xuất các sản phẩm từ sơ dừa vẫn luôn là sản phẩm chủ lực. Được biết, năm 2001, Úc Mừng khởi đầu là một cơ sở nhỏ, chỉ sản xuất sơ dừa, xuất khẩu theo kiện sang thị trường Trung Quốc. Năm 2019, từ một cơ sở nhỏ, doanh nghiệp này phát triển và thành lập công ty với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Thời gian gần đây thì cạnh tranh quá nhiều. Do là cái nhiều người làm quá thì nó cạnh tranh với những công ty Hàn Quốc, nó qua bên đây nó đầu tư, nó sản xuất luôn. Là không còn lợi nhuận nữa. Sơ dừa mà nó lên làm lên cái phần thủ công mỹ nghệ là cái giá trị nó tăng lên rất là nhiều. So với lại là tận dụng được những chị em nhàn rỗi ở nhà đó, là làm những cái công đoạn như là đan, thắt, dán đồ sơ dừa thì mấy chị lãnh về nhà cũng có thêm thu nhập. Năm 2017 chính là cột mốc quan trọng để Úc Mừng nâng cao giá trị sơ dừa, trở thành đơn vị có quy mô sản xuất lớn hàng đầu của tỉnh Trà Vinh khi may mắn tìm được sự hợp tác trong việc sản xuất thảm sơ dừa và chiếu lát xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Trong năm đó, việc xuất khẩu của doanh nghiệp Úc Mừng mỗi tháng đạt từ 7 đến 8 container thảm sơ dừa, giúp doanh thu cả năm đạt 35 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2018, doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay với khoảng 40 tỷ đồng, lãi từ 400 đến 600 triệu đồng. Hiện nay, ngoài thảm sơ dừa, doanh nghiệp Úc Mừng còn sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm liên quan như lưới sơ dừa, mụn dừa phục vụ sản xuất nông nghiệp và trồng hoa kiểng, chỉ sơ dừa, cơm dừa nạo sấy và mới đây là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sơ dừa và tiến tới là sản xuất các sản phẩm phục vụ trong việc trang trí nội thất. Trong đó, việc sản xuất thủ công mỹ nghệ giúp tăng được giá trị rất nhiều lần. Chị cũng từng bước là bắt đầu để chuyển sang làm thủ công mỹ nghệ mới thời gian gần đây thôi. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều khó khăn. Mình cũng chưa biết thị trường người ta có chấp nhận những cái mẫu của mình mới ra không, là khó khăn về thiết kế, về mẫu mã, là về cái chất liệu, rồi còn nó phải phù hợp với cái phụ kiện đi kèm với của nó nữa, thành ra cũng rất là nhiều khó khăn. Với về mặt bán hàng thì qua cái ngành này nó cũng mới quá. Hiện tại thì tại vì chỉ có một mình, không có thể làm hết được tất cả mọi chuyện. Trước những khó khăn của doanh nghiệp, dự án SME Trà Vinh cùng kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ thuật Trà Quế trực tiếp tư vấn, hỗ trợ để phát triển sản phẩm, nhất là sản phẩm mới. Theo đó, các chương trình hỗ trợ tập trung vào việc xây dựng thương hiệu, quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tạo độ thẩm mỹ cho sản phẩm, các cách thức truyền thông.
Hy vọng rằng từ sự hỗ trợ tư vấn của các tổ chức này, doanh nghiệp Úc Mừng sẽ tháo gỡ được khó khăn, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác triệt để chuỗi giá trị từ nguồn tài nguyên bản địa của địa phương.